bạn, rất vui khi được gặp các bạn. Mình tên là Hoàng Linh Na, đến từ chi đội lớp 4A, liên đội trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Các bạn biết rằng, sách là nguồn tri thức vô tận. Nếu chúng ta có thói quen đọc sách, sẽ giúp mình học được rất nhiều điều bổ ích. Mình cũng như các bạn, rất thích đọc sách. Hằng ngày ở trường, mình đã đọc được rất nhiều sách, truyện vô cùng ý nghĩa. Và hôm nay, mình sẽ giới thiệu một trong những cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Đó là cuốn sách Tuổi Thơ Dữ Dội của tác giả Phùng Quán, nhà xuất bản Văn Học. Cuốn sách có hơn 700 trang và mình đã đọc suốt những ngày hè vừa qua. Nhìn cuốn sách dày quá, lúc đầu mình thấy hơi nản chí. Nhưng thiết kế của trang bìa thật là hấp dẫn và đẹp mắt. Đặc biệt, cuốn sách mang tiêu đề Tuổi Thơ Dữ Dội, kèm theo là hình ảnh của một bạn nhỏ thiếu nhi mặc trang phục người lính, đã gợi cho chúng ta cảm giác về các bạn nhỏ đã góp phần gì trong sự nghiệp cách mạng đất nước ta ngày xưa, mà ai cũng tò mò muốn mở ra mà đọc ngay đấy các bạn ạ. Vâng, đúng là như vậy. Càng đọc càng trở nên hấp dẫn, với nội dung cuốn sách xoay quanh cuộc sống chiến đấu và hy sinh cho những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Các nhân vật như Lượm, Mừng, Quỳnh Sơn Ca, Hòa Đen, Bồng Da Rắn, Vịnh Xưa, Tư Giáp, mỗi người một hoàn cảnh, song đều chung quyết tâm, sự nhiệt huyết và lòng yêu nước mãnh liệt, đã tham gia chiến đấu hết mình và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đúng như tên truyện, cuốn sách kể về tuổi thơ dữ dội của những thiếu niên Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, về chiến tranh chống giặc tàn khốc. Nhưng ẩn sâu bên trong ta vẫn thấy những tâm hồn trong sáng vô tư, sự can trường, dũng cảm phi thường của các nhân vật. Mình tin rằng tất cả ai đã từng đọc tác phẩm này đều không ngăn được sự xúc động và những giọt nước mắt cảm thương, cảm phục. Đây thật sự là một tác phẩm vô cùng quý giá trong kho tàng văn học Việt Nam. Một câu chuyện khơi dậy trong mỗi người tình yêu đất nước và lòng trân trọng ký ức tuổi thơ. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, còn thắng vinh quang vì ngày trở về. Ra đi bao hồn phong vui. Ra đi thà chết cho lui. Cờ bay phấp phới ngời màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi rồng lạc hồng cùng về quốc quân. Ra đi theo hồn sông nguôi. Bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai niềm sao vàng bay. Đoàn quân Việt Nam có hay. Xưa biết bao vị hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao, quyền tự do hạnh phúc cho dân. Còn về quốc quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi bao hồn sông vui. Ra đi, ta chết cho lui. Mình luôn nghĩ rằng
Nay đất nước ta đã hòa bình, chúng ta là những mầm non tương lai của đất nước. Không phải làm những công việc hay chiến đấu như các anh chị ấy nữa, mà chúng ta càng yêu đất nước thì càng ra sức cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức tốt để trở thành những công dân có ích cho nước nhà. Đây thật sự là một cuốn sách hay đúng không các bạn? Các bạn hãy tìm và đọc cuốn sách này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chia tay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.